chào mọi người, ngày hôm nay Mình ơi ăn gì của Việt Nam Journey sẽ giới thiệu đến mọi người một món ăn vô cùng hấp dẫn, đó chính là bún ngan ở Pháo Đài Láng. Nói về bún ngan thì Cương thấy là ở trên các trang mạng xã hội họ nói rất nhiều về cái món ngan này, bàn luận rất nhiều. Và chắc chắn là cái món này nó phải có gì đó hấp dẫn, đúng không? Thì mọi người mới nhắc đến nhiều như thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Trước khi bỏ những cái nguyên liệu bên ngoài vào thì Cương sẽ thử một chút nước dùng. Cái nước dùng ở đây ấy, nó rất là thanh. Nhưng mà quan trọng là trong cái việc mà chế biến món ngan ấy, thì cái việc mà xử lý cái mùi khó chịu của món ngan ấy, nó không hề đơn giản. Nhưng mà rõ ràng là cái nước dùng ở đây nó không có một chút mùi nào khó chịu, mà nó chỉ có đậm cái hương vị ngan thôi, rất là thanh. Cá nhân Phương khi mà ăn một miếng thịt ở đây thấy thịt rất là chắc này, dai, và có lẽ là nhờ vì anh chủ anh ý thái miếng cũng rất là vừa miếng nên là khi mà ăn thì mình có thể cảm nhận rõ được cái vị của miếng thịt ngan, ăn rất là thích. Mình nhìn cái miếng thịt nó rất là hấp dẫn, nó vàng óng, mà quan trọng là ở đây thịt thì ăn rất là giòn. Cái người chủ hàng ấy, người ta thái những cái thớ thịt ấy nó đều tăm tắp, nhìn mình đã thấy thích rồi. Một cái bát bún ngan ở đây ấy, thì anh ấy còn có thêm miếng tiết này và có thêm cả mọc nữa. Như bát của Cương là có thêm cả mọc đây. Tùy theo nhu cầu của mỗi người đúng không? Và Cương thấy là những cái miếng tiết và mọc ở đây ăn nó cũng rất vừa vị. Cái măng khổ đây Cương thấy là nó rất là mềm, ăn có cái độ giòn vừa phải, nó không bị mềm quá. Thịt cánh, thịt đùi cũng như thịt lườn là nó có cái hương vị khác hoàn toàn đấy. Chứ nếu ai mà người ta tinh là người ta sẽ kén chọn một chút. Hàng này tôi rất là thích bởi vì là nước dùng nó rất là thanh, rất là ngon. Cái số 2 là cái ngan, là dùng ngan già rất là bùi. Và cái số 3 là mình thích nhất là cái măng. Măng là bạn nào mà ăn được cay với hơi chua một tí ăn rất là đưa mồm. Ở đây không chỉ có cái măng ở trong bát khá là ngon đâu, mà còn cả cái măng ăn kèm. Mà theo Cương nghĩ nhìn đây thì nó có vẻ như là măng dầm ớt đúng không? Cương thấy mọi người là thường bỏ luôn vào bát bún. Nhưng mà Cương nghĩ là Cương và Phương cứ thử ăn bên ngoài xem cái vị nó như thế nào. Ăn riêng cái miếng măng dầm này ấy, thì nó chắc chắn là cay rồi. Nhưng mà nó còn có cái vị ngọt, đúng không? Của cái măng giòn, của giòn giòn, đúng ăn rồi. Rất là vui mồm. Muốn cho cái măng dầm này vào bát thì tốt nhất là lúc đầu không nên cho giấm vào cho quất, đúng không? Bởi vì cái măng dầm này nó đã có một cái vị chua nhất định rồi. Quán của mình ấy có nghĩa có lẽ là trong cái cạnh của mình có lẽ là cái tâm đầu tiên đã, sau đó mới là cái bát bún, và khi mà các cái đồ của nhà mình ấy mình chọn và là đồ tươi hết để mang đến khách hàng cái gì ăn uống ngon đảm bảo sạch sẽ nhất. Ngan già thì khi mình luộc lên ấy ăn sẽ thơm và bùi hơn, nó không bị hôi. Măng với cả ngan hai thứ đó hợp nhau rồi, mình thêm một chút măng muối vào ấy để cho bát bún và bát miến nó sẽ không bị nhàm chán. Điều tuyệt vời nhất ấy là cái bát bún ngan ở đây ấy, nó chỉ có giá 25.000 một bát. Cứ nghĩ là tìm đâu ra một chỗ mà vừa 25... ngon bổ rẻ đúng không? Đúng tiêu chí ngon bổ rẻ luôn. Những bạn nào mà cũng có tình yêu đặc biệt với bún ngan và bún nói chung thì chắc chắn là phải đến đây ăn thử một lần, và đặc biệt đúng là rồi. Đừng nên bỏ qua món măng ở đây.